chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thủy Sản Việt Mỹ. Để tạo nên cho tôm có màu sắc đỏ đẹp thì đầu tiên chúng ta cần phải chú ý vào kỹ thuật nuôi, chất lượng nước ao cũng như là khoáng chất trong nước phải ổn định. Ao nuôi phải có màu sắc phù hợp, tạo điều kiện tự nhiên cho tôm phát triển cũng như là hấp thu các loại sắc tố để tăng giá trị. Việc đầu tiên chúng ta cần phải chú ý đến nước ao cũng như là chất lượng nước. Nước trong khu vực thủy sản thì sẽ thường có sự xuất hiện của các hợp chất hữu cơ, các hợp chất vô cơ, tan hoặc là không tan, kèm theo đó là sự xuất hiện của tảo. Thì nước ao thường có những màu sắc cơ bản sau đây. Một là màu xanh nõn chuối, màu xanh lá nhạt. Thì nước này sẽ có sự xuất hiện của tảo chlorophyta. Tảo này thường xuất hiện mạnh ở những môi trường nước ngọt hoặc là nước lợ, độ mặn dưới 10%. Còn màu xanh lá đậm thì nước này sẽ chứa tảo sinophyta. Nước có màu đỏ gạch, nước này có đất phù sa và đất cát bị sói mòn. Còn nếu như nước trong thì nước bị kém chất dinh dưỡng và nhiễm phèn. Trong ao nuôi thủy sản, người ta sẽ thường chú ý đến màu giải của nước để qua đó có thể đánh giá được chất lượng nước kém chất dinh dưỡng hoặc là giàu chất dinh dưỡng. Thì màu sắc hợp lý để cho tôm có thể phát triển cũng như là hấp thu được các sắc tố tốt nhất đó chính là nước màu xanh đỏ chuối, màu xanh lá nhạt ở nước lợ và nước ngọt. Còn màu nâu thì ở nước mặn, độ sâu và độ trong khoảng 30-45%. Trong vỏ của tôm thì chứa rất nhiều các loại sắc tố như là astaxanthin thì sẽ tạo nên màu sắc đỏ cho tôm. Các sắc tố này thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường khi mà tôm còn sống, do các chuỗi protein kết nối lại với nhau tạo nên vỏ của tôm có màu xanh đen. Khi mà luộc chín lên, các chuỗi protein bị phá vỡ, lúc đó màu đỏ của tôm mới được xuất hiện. Chúng ta có thể kiểm tra màu sắc của tôm theo cách sau. Bước 1 sẽ vớt tôm ra khỏi ao, sau đó luộc chín. Sau khoảng từ 3 đến 5 phút sẽ cho tôm vào nước lạnh, dùng thước màu đo màu sắc của tôm. Đối với các loài tôm nuôi để xuất khẩu thì giá trị thị trường phụ thuộc rất nhiều vào màu sắc cơ thể của chúng. Bởi vậy trong quá trình chăn nuôi, người ta thường bổ sung một lượng astaxanthin vào trong thức ăn nhằm tạo ra màu sắc ưa thích của người tiêu dùng. Về vấn đề chọn ao thì bể đất, bể xi măng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Bởi vậy, chúng ta nên chọn những ao có nền đen như là bể ương di động, bể ương nổi. Ở dưới đáy bể thì có lót một lớp bạt HDPE màu đen nhằm giúp tôm có thể phân tán các sắc tố tự nhiên ngay từ khi còn bé, nâng cao giá trị. Trên thị trường hiện nay thì có bán rất nhiều các loại sản phẩm để bổ sung các chất dinh dưỡng cũng như là cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Tuy nhiên ở video này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một loại sản phẩm do chính tập đoàn VMC Group trực tiếp phân phối, đó chính là sản phẩm Gincacu Zyme. Với quy cách gói 500g trên một gói và được xuất xứ tại Pháp thì sản phẩm này có chứa rất nhiều các vitamin, bổ sung khoáng chất giúp tôm có thể lên màu đẹp, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, các thành phần tổng hợp ở trong gói sản phẩm này còn giúp tạo sắc tố cho tôm cua lên màu chuẩn, tăng khả năng miễn dịch, chống oxy hóa. Ngoài ra, sản phẩm này còn bổ sung các chất dinh dưỡng giúp tôm tự tổng hợp các chất astaxanthin để tạo nên màu sắc đẹp. Về cách sử dụng của sản phẩm này thì chúng ta sẽ sử dụng vào giai đoạn trước thu hoạch khoảng 7 đến 10 ngày, cho sản phẩm trộn với cả thức ăn cho tôm, đặt đều xuống ao cho ăn ngày 2 lần với liều lượng 4 đến 5 gram trên 1 kg thức ăn là tôm của các bạn ăn lên được màu sắc rất là đẹp cũng như là rất là chuẩn, mang lại giá trị hiệu quả kinh tế rất là cao rồi. Thì sản phẩm Gincacu Zyme, sản phẩm này được rất nhiều các bà con cũng như là các chủ chăn nuôi tin tưởng và lựa chọn sử dụng. Nếu như các bạn có nhu cầu, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm lựa chọn sản phẩm cũng như là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Còn nếu như các bạn vẫn còn thắc mắc hoặc còn ngần ngại và chưa biết cách sử dụng sản phẩm này như thế nào, các bạn có thể đến trực tiếp những cái cơ sở hoặc là những cái chi nhánh của tập đoàn VMC Group để xin được hỗ trợ cũng như là được gặp chuyên gia để có thể được tư vấn tốt nhất. Hoặc các bạn cũng có thể để lại số điện thoại ở dưới video này để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn được tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video này của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.